thân ái chào quý vị và các bạn chương trình sống khỏe hôm nay chúng tôi xin nói về công dụng của lá bàn lá bàn là lá của cây bàn thuộc họ trăm bầu sinh sống ở vùng nhiệt đới đặc điểm của lá bàn lá bàn to hình chiếc thìa đầu tròn bề mặt trên của lá nhẵn mặt dưới có lông màu hung nhạt lá non mang màu xanh cớm về sau chuyển màu xanh đậm đến mùa rụng lá có sắc vàng đỏ Phiến lá rộng khoảng từ 10 đến 13 cm, dài từ 20 đến 30 cm. Lá bàn mọc dày sát nhau, cứ độ cuối thu sẽ rụng hết để trơ cây bàn toàn cành nhánh. Mùa xuân đến, cây lại bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Lá bàn xanh tốt nhất ở thời điểm mùa hè, dường như muốn thực hiện chức năng tạo bóng mát, giảm đi cái nắng oi bức Phân bố thu hái và chế biến lá bàng. Cây bàng thường có mặt ở các quốc gia thuộc vùng khí hậu nhiệt đới. Người ta trồng bàng để làm cảnh, lấy bóng râm, nhờ có tán lá lớn rậm. Lá bàng thu hái tươi đem về dùng trực tiếp hoặc phơi khô, tích trữ làm thuốc chữa nhiều loại bệnh khác nhau. Công dụng dược lý của lá bàng. Lá bàng trong Đông y có tính mát, vì thế không ít người Băn khoăn tìm kiếm câu trả lời lá bàn có tác dụng gì? Theo kinh nghiệm dân gian, lá bàn dùng làm thuốc chữa cảm sốt, giúp ra mồ hôi chữa lị tê thấp, búp non phơi khô, tán thành bột mịn, trị sâu, sâu răng. Lá dùng tươi, xào, nóng đắp, chồm nơi đau nhất. Tác dụng của lá bàn Công dụng của lá bàng được chứng minh trong việc chữa cảm sốt, đau răng, viêm nướu, nhiệt miệng, viêm họng, chữa mụn nhọt, tốt cho người bị đau dạ dày, bị trĩ, hỗ trợ giảm tình trạng viêm nhiễm phụ khoa. Lá bàn chữa sốt. Bài thuốc thứ nhất chuẩn bị 15g lá bàn rửa sạch đem thái nhỏ phơi khô sau đó trộn cùng 12g bạc hà 10g kinh giới khô 10g vỏ quýt khô tất cả sắc thành nước uống khi còn nóng người bị cảm sốt uống nước lá bàn xong đắp kính chăn để ra mồ hôi bài thuốc 2, lấy 15g lá bàn khô 10g vỏ quýt 5g lá quất hương và 3 lát gừng tươi cho vào sắc lấy nước uống Dùng nóng ngày 2 lần Dùng trước khi ăn 15 phút Trị mụn bọc Mụn bọc luôn gây ra những khó chịu cho người bệnh Đánh mất sự tin tưởng về hình thức bề ngoài Chúng gây tấy đỏ, viêm sưng, làm tổn thương da Nên cần được chữa trị đúng cách kịp thời Trong lá bàn có chứa tanin Chất sát khuẩn tự nhiên cực mạnh Nên giúp làm còi mụn nhanh xẹp giảm viêm sưng bạn cũng cần lấy Nắm lá hoặc bốc bàn non còn chứa nhiều nhựa càng tốt rửa sạch để ráo nước sau khi giả nát cho vào đun sôi đến lúc nguội đắp lên vùng da cần thiết giữ khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm chữa nhiệt miệng hai nắm lá bàn non rửa sạch cho vào nồi đổ ngập nước đun sôi để nhỏ lửa 30 phút vớt lá bàn bỏ đi cho nước vào bình giữ nhiệt hoặc bình thủy tinh hàng ngày ngậm nhiều lần áp dụng cho đến khi khỏi bị nhiệt miệng có thể những ngày ngậm nước lá bàn sẽ khiến răng của bạn bị vàng do nhựa tiết ra bám vào nhưng khi khỏi bệnh ngưng dùng thì tình trạng này sẽ tự hết chữa sâu răng viêm níu hôi miệng đun nước từ lá bàn non với một lượng một lít Ban đầu lấy còn một bát để xúc miệng, ngài thực hiện hai lần và mỗi buổi sáng tối để đạt hiệu quả như ý. Trị viêm họng lá bàn từ 7 đến 10 lá non, 1 phần tư thìa cà phê muối hạt, 250 ml nước, lá bàn rửa sạch rồi cho tất cả vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, dùng rây lọc phần nước cốt bỏ bã, để nước vào chai, bỏ ngăn mát tủ lạnh dùng dần trước khi sử dụng lắc điều. Ngày thứ nhất bạn sẽ thấy bạn xúc miệng kỹ bằng nước lá bàn cứ cách 4 tiếng một lần, những ngày sau chỉ cần một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, lưu ý giữ nguyên thay vì dùng nước khác xúc miệng lại. Chữa chàm ở trẻ nhỏ, trẻ nhỏ bị chàm, bạn hãy áp dụng theo cách sau. Bài thuốc 1, đun nước lá bàn để tắm cho bé, sau một vài ngày sẽ hết. Bài thuốc 2, dùng bút bàn non rửa sạch và ngâm qua nước muối sau đó bỏ vào cối giả nát thêm một vài hạt muối lấy nước cốt bôi vào dùng da bị chàm làn da trẻ nhỏ rất nhạy cảm nhất là đang bị chàm bạn nên cần ghi ghi nhớ vệ sinh thật sạch sẽ chữa bệnh phụ khoa công dụng của lá bàn tươi đem lại rất nhiều giá trị tốt đối với sức khỏe con người một trong số đó đặc biệt phải kể đến chữa bệnh phụ khoa ở nữ giới. Bài thuốc 1. Đun nước lá bàn để rửa vùng kính, chuẩn bị lá bàng bánh tẻ khoảng 10 đến 15 lá, rửa sạch để ráo nước cho vào nồi, thêm chừng 1 lít. 1 lít nước bắt lên bếp đun sôi. Thêm 3 thìa cà phê muối biển, đun thật kỹ trong khoảng 30 phút để chất kháng sinh tannin tiết ra Nước được đổ ra thao để nguội, dùng khăn bông mềm, sạch, thấm nước lá bàn rửa nhẹ nhàng vùng kính, thực hiện từ 3 đến 5 lần trong một tuần. Bài thuốc 2, xong nước vùng kính, cũng tương tự như cách thức biến chế ở trên, nhưng bạn sẽ đợi hơi ấm để xong vùng kính. Khi ngồi xong, bạn ngồi cách miệng thao chừng khoảng 5 đến 8 cm, không nên quá gần hoặc ngâm cửa mình trực tiếp dễ bị bỏng. Bài thuốc 3, bơm trực tiếp lá bàn vào vùng kính. Một cách khác bạn có thể áp dụng đó là dùng 10 lá bàn non đem về rửa sạch cho vào ấm với một lít nước và hai thìa muối trắng. Đun sôi chừng 15 phút, tắt bếp để nguội. Lấy xi lanh bơm trực tiếp nước lá bàn vào âm đạo Ngày tiến hành 3 lần Mỗi lần chừng 4-5cc đến Trong thời gian dùng lá bàn trị bệnh Bạn không nên quan hệ Để đạt được kết quả tốt nhất Chữa bệnh trị Người bị bệnh trị Ngoài việc dùng lá bàn độc dị Nên kết hợp với Cây thiên lý Hình thành nước sông búi trị Nguyên liệu của bài thuốc gồm 60g lá bàn tươi 30g lá thiên lý Lá bàn bạn rửa sạch, thái nhỏ, đun lấy nước để ngâm hậu môn chừng 15 đến 20 phút. Thiên lý sau khi rửa sạch giả nhỏ thêm chút muối. Sinh lý giả nát, dắt lấy nước cốt tẩm vào băng gạc. Sau khi xong hậu môn với nước lá bàn, bạn lấy băng gạc đã tẩm lá nước cốt thiên lý, đắp vào hậu môn để qua đêm. Điều đặn thực hiện ngày một lần kiên trì trong một tháng để thấy hiệu quả cải thiện rõ rệt. Rõ rệt trị đau dạ dày. Từng lấy một nắm lá bàng non, bạn rửa sạch cho vào nồi thêm 2 lít nước. Cho lên bếp đun khi nước sôi vớt lá bàng bỏ đi, đổ nước vào bình giữ nhiệt. Uống nước lá bàng thay nước lọc hàng ngày. Thông thường bài thuốc lá bàng khô và tươi chỉ có tác dụng đối với trường hợp bệnh nhẹ. Do đó, nếu sau một thời gian sử dụng mà các dấu hiệu của bệnh thuyên giảm Thậm chí, bệnh tình còn nặng hơn thì bạn nên đến các y sở y tế để khám và được tư vấn Cách điều trị, bệnh sao cho hiệu quả. Những ai nên dùng lá bàn. Lá bàn có thể phù hợp cho nhiều đối tượng. Người dùng khác nhau, nhất là những người đau dạ dày, trĩ, mụn nhọt, viêm nhiễm phụ khoa, viêm nhiệt miệng, sâu răng, mắc chứng cảm sốt. Đối tượng không nên dùng lá bàn. Bản chất của lá bàn đã trở thành bài thuốc chữa bệnh được lưu truyền trong dân gian. Nhiều người đã kiểm chứng thành công. Mặc dù vậy, hiệu quả như thế nào còn phụ thuộc vào cơ địa tình trạng bệnh của mỗi người. Do vậy, những người đang trong quá trình điều trị bệnh bằng thuốc Tây, mức độ bệnh nghiêm trọng không nên dùng, dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay để giúp các bạn biết được toàn bộ đặc điểm công dụng của lá bàn để chữa bệnh. Chúc bạn áp dụng thành công để bảo vệ sức khỏe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.